Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Một buổi sáng từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình cập nhật thông tin, chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, các bạn về vấn đề tình hình nước Mỹ. Mình phải nói chuyện nước Mỹ đó. Thì mình làm ăn thì mình cũng phải theo dõi những tin tức. Thì là mình có đọc những cái tin tức của truyền thông của Mỹ. Các bạn biết tình hình kinh tế nước Mỹ hiện nay rất là nguy kịch đó. Nếu mà cái theo báo ca theo cái những cái chuyên gia kinh tế họ họ đang cảnh cáo trong tháng 6 này, nếu mà Mỹ không có quốc hội và đảng phái của tụi nó không có thông qua cái luật vay nợ đó, để đặng mà chi tiêu cho cái bộ máy chính quyền của Mỹ, là Mỹ sẽ đi vào vấn đề gọi là vỡ nợ đó trong tháng 6 này, rất là nguy hiểm. Các bạn thấy trong tình hình của nước Mỹ kinh tế hiện nay, nhưng mà cái bọn chính trị gia Mỹ nó đâu có quan tâm đến đời cuộc sống người dân đâu anh chị. Các bạn thấy đời sống những người dân lao động phổ thông ở ở Mỹ họ vất vả trăm bề lắm, họ họ cực lực, tôi nói hơn dân Việt Nam mình rất là nhiều. Họ làm việc còn còn thua con trâu con bò, tôi nói thật đấy. Ở ở cái xã hội Mỹ, những cái tụi chống cộng, mấy cái đám mà chống cộng tổ chức cờ vàng cờ chó bên Mỹ, cái đám quỷ nô rồi, tụi nó toàn là cái lũ ô hợp và lừa đảo thôi, người dân trong nước thôi. Chứ các bạn thấy nó mở kênh rồi nó đi xuyên tạc đất nước, như thằng Son Lê TV rồi, thằng Trương Quốc Huy rồi, mà mấy cái tổ chức chống cộng, nó sống, nó đi kiếm, nó chửi, nó đi chống cộng để nó kiếm cơm thôi các bạn. Không có thằng nào mà dám chống cộng mà gọi là một cách gọi là tự nguyện theo cái sự gọi là tự tự nguyện của nó chân á. Và tụi nó đói meo gâu luôn. Tôi nói chỉ các bạn biết, ở đất Mỹ mà không cuộc sống mà bế tắc, mà không có kiếm được cái đồng tiền thu nhập hả, khổ lắm. Con người ta nó có thể nói là nó bị điên bị khùng vậy đó, chứ không phải giỡn đâu. Cuộc sống mưu sinh nó trăm bề, bởi vì cái lối sống của Mỹ là hồn ai nấy dữ, thân người thân nhiều khi họ còn lo bản thân họ còn chưa được, chưa xong nó làm sao mà họ lo kéo anh em trong nhà. Bây giờ mà các bạn thấy nợ nần của Mỹ, và bên cạnh đó các bạn những cái chuyên gia và họ đánh giá về kinh tế Mỹ hiện nay, nó trong một cái giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Và cái cơn khủng hoảng tài chánh trong cái hệ thống ngân hàng của nó đang lung lay. Các bạn thấy phía sau những cái hệ thống ngân hàng của nó đầu cơ và nó tham nhũng, nó móc nối với nhau, có thằng nào đi tù đâu. Hệ thống của nó bị sụp là các bạn thấy, là chính phủ liên bang phải bơm tiền vô cho nó, đi vay nợ đầu này đầu nọ để bơm tiền vô cho nó để cứu nó, kinh khủng lắm. Bài học năm 2008 vẫn còn đó, các bạn thấy nó bỏ ra khoảng 3.000 tỷ để đặng mà nó cứu cái hệ thống bọn tài phiệt, còn dân lao động phổ thông chết lên chết xuống. Cái tình hình nước Mỹ hiện nay, tôi nói tôi cũng mong cho nó sụp một cái, để nó dạy cho mấy cái đám mà cuồng Mỹ, những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, một bài học gọi là không bao giờ quên. Tụi nó xảo trá bịp bợm lắm, tôi nói chỉ các bạn biết. Ngay cả cái vấn đề mà những cái chuyên gia họ phân tích về vấn đề mà tiền thuế, hiện nay chính phủ Mỹ thu thế không đủ để đặng chi tiêu,
các bạn biết mỗi một tháng gì vậy đó, thằng chính phủ Mỹ nội không nó chi tiêu cho những cái tiền mà trong cái hệ thống chính trị của nó, cái hệ thống xã hội đó, một tháng gì vậy đó là nó chi tiêu khoảng vài trăm, hơn 200 tỷ đó, cho các bạn biết khủng khiếp lắm. Theo cái thống kê mà tôi đọc, tôi sẽ cho anh chị các bạn cái link của tờ báo, trang mạng báo Yahoo, tôi theo dõi cho trang mạng đó, tôi thích nó đưa những cái thông tin tổng hợp của những người mà chuyên gia, rồi những người kinh tế gia, chính trị gia, người ta bàn thảo. Các bạn thấy một cái đất nước như thằng Mỹ, chính phủ nó mà thất thế cái là người dân thì cũng trăm bề vất vả, mà người dân đóng thế vào trong đó, cha con tụi nó ăn chia nhau, thằng nào thằng ấy sống ngồi trên ngai vàng không. Bởi vì ở Mỹ người nào mà có cuộc sống ổn định rồi á thì mừng, các bạn nên nhớ như vậy. Còn mà cuộc sống mà không có ổn định hả, chàng ơi, ngày đây ngày mai đó lấp la lấp lưỡng lắm. Bởi vậy mấy cái thằng mà lên mạng chống phá Việt Nam rồi nó mở kênh rồi nó phải đi kiếm tiền, nó sống mưu sinh, các bạn nghĩ đi. Rồi nó ngồi trên mấy chiếc xe hơi ở nhà cửa rồi chàng là nợ nần không á, nó toàn là ôm nợ không á. Các bạn biết ở bên Mỹ nuôi một con xe là đã trăm bề vất vả rồi. Bởi vậy người dân trong nước, nhất là những cái thành phần mà lao động phổ thông, bị tụi nó làm mờ mắt á, bị nó lôi cuốn theo, các bạn lôi cuốn theo rồi sống bắt đầu lên mạng quay lưng chửi bới Việt Nam. Trong khi đó tôi thấy là cuộc sống Việt Nam hiện nay cái nền kinh tế rất là ổn định. Các bạn biết bên ngành mà xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nông nghiệp của Việt Nam hiện nay nó tăng một cách khủng khiếp luôn. Cái ngành nông nghiệp của Việt Nam là cái giá trị xuất khẩu của Việt Nam hiện nay trên 53 tỷ đô một năm, tăng một cách ào ạt. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên chính sách ngoại giao của Việt Nam rất là chiến lược. Các bạn thấy ngày càng Việt Nam có tầm cỡ, uy tín trên cộng đồng quốc tế, chứ không phải giống như những cái tụi mà xuyên tạc chống phá Việt Nam nó tuyên truyền đâu. Nó nhìn những cái mặt trái của xã hội Việt Nam rồi bắt đầu nó xuyên tạc thôi. Chứ các bạn thấy về vấn đề mà về mặt tích cực Việt Nam vượt trội, còn về mặt tiêu cực thì phải nói là Việt Nam đang ngày càng gọi là sửa đổi cho nó ngày càng nó phù hợp với lại cái dân trí của người dân Việt Nam. Mặc dù có một số người họ chưa hiểu thì họ bức xúc, nhưng mà khi người ta tìm hiểu ra thì họ hài hòa hơn. Còn các bạn thấy ở bên Mỹ, tôi nói ngày nào tôi cũng xem tin tức ở bên Mỹ, tôi nói nhiều cái chuyện thương tâm lắm. Khi mà nó khủng hoảng kinh tế, chính trị, rồi an ninh xã hội, rồi nó rất là khủng khiếp. Chứ không phải giống như mấy cái tụi mà nó cuồng Mỹ với cái đám mà cờ vàng, cờ xí, cờ chó ở bên Mỹ, nó chống cộng toàn là lừa đảo không à. Mấy cái tổ chức nó, từ cái bất cứ một cái tổ chức chống cộng nào, tôi nói chuyện các bạn, nó lừa đảo không à. Tôi tham gia cộng đồng mạng mấy chục năm rồi, tôi biết mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, các bạn biết nó lừa. Có nhiều người tôi đấu tranh với tụi nó trên đó, có nhiều người trong nước mê muội tìm đủ mọi cách để qua được Mỹ. Qua được Mỹ rồi tôi lên Phao Phót, tôi gặp lại, tôi hỏi giờ sao rồi, qua được Mỹ rồi sao rồi em. Trời ơi, trong nước chống ghê lắm, tiếp tay với mấy tụi chống cộng, các bạn biết, một cách gọi là cực lực, một cách gọi là nỗ lực không ngừng, tìm đủ mọi cách để đặng mà sang được nước Mỹ. Mới sang được có chừng năm, nếu là tính hôm lúc Covid, trước Covid này khoảng 3 năm, chịu không nổi. Tôi lên tôi gặp nó, chịu không nổi, nó giờ em mới hiểu, nó sáng mắt ra rồi ha, than ngất trời luôn.
rồi bắt đầu rồi bây giờ cũng mới về Việt Nam nữa. Tôi hỏi chung vào trong khao thoát, tôi hỏi sao rồi, nó giờ về Việt Nam rồi. Chống ghê lắm, nhiều đứa nó mê muội cái bị cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó vắt mũi anh chị các bạn, rất là kinh khủng. Bởi vậy tôi lên đây mục đích của tôi là làm sao chia sẻ về những cái xã hội thật thật chứ không phải là sống ảo. Tôi không có lập kênh hay là mưu sinh gì ở trên cái không gian mạng này. Ở ngoài đời công việc của tôi trăm bề mọi thứ lo toan hết. Nhiều khi các bạn thấy live stream tôi cũng phải cố gắng để đặng mà dành những thời gian như là lái xe hay là rảnh rỗi lúc nào để đặng mà chia sẻ với quý bà anh chị các bạn để chúng ta hiểu hơn về cái cuộc sống, để mình sống nó chan hòa hơn trong những cái cuộc sống nó khó khăn, nó giúp mình sẽ vững vàng hơn. Còn ai những cái chia sẻ của tôi, ai ai kiếm được cơ chia sẻ, ai ai có cơ kiếm được thì cái lợi nhuận thu nhập thì tôi mừng cho những người đó. Con người tôi sống không có ganh tị ai cả, mình chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình thấy để đặng những người khác không có đi vào cái bánh xe đổ và không có bị tụi chống cộng ở hải ngoại nó cho ăn cái bánh vẽ. Con người của tôi sống sống thật lắm, có nhiều người họ 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 bịa đặt, họ vu cáo thế này thế nọ, tôi cũng kệ, mặc kệ, đường mình cứ đi thôi. Chứ bây giờ mình sống lên trên mạng này mà mình phải làm vừa lòng người này người nọ thì không bao giờ. Tôi nói chị các bạn, mấy chục năm nay tôi đấu tranh vì lý tưởng cách mạng, lý tưởng của người cộng sản, mà vì xương máu của những tầng lớp cha anh đã nằm xuống ngã xuống cho đất nước quê hương Việt Nam thân yêu này, để mình có được cái mảnh đất hòa bình độc lập và cuộc sống ngày càng được tốt hơn. Các bạn thấy thấy mục đích của tôi chỉ có vậy thôi, chứ lên đây chẳng có phải mình phải hơn thua. Nhiều khi tôi còn bị đem ra đấu tố thế này thế nọ, tôi chỉ ngồi được cười thôi. Cuộc sống mà các bạn thấy làm vừa lòng lòng mọi người làm sao mà làm nổi. Các bạn thấy chỉ có Bác Hồ là một người lãnh đạo quá ư là vĩ đại, bác phải nói rất là tuyệt vời, đi tìm con đường cứu nước để mình có được một nước Việt Nam hòa bình như hôm nay. Và tự hào hơn nữa là Việt Nam mình ngày càng được sánh vai với các cường quốc năm châu, đó là niềm tự hào anh chị các bạn. Ê, cuộc sống ở quê nhà của mình đó, mỗi ngày nó cứ hoàn hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn. Mình cứ cố gắng lên thôi, chứ không phải cái gì cũng ngồi đó than thở rồi trách móc rồi đổ lỗi người này đổ lỗi người kia, rồi cứ đổ thừa, không gọi là đổ thừa, mà mình thì không có chịu biết phải mà gọi là phấn đấu phải bươn lên. Tôi thấy mấy em mà làm công việc cho tôi thấy rất là thấy thương, họ những tầng lớp lao động họ làm việc mình đối xử với họ như người nhà, thấy họ làm việc siêng năng cần cù rất là thấy thương. Các bạn, tôi nói các bạn, tôi về Việt Nam tôi sống, tôi ngồi, tôi ăn, tôi ở, tôi sống chung với những người tầng lớp lao động phổ thông, tôi càng cảm thấy rất là quý mến và thương mến cái cuộc sống ở quê nhà mình. Những người lao động phổ thông người ta cần cù dữ lắm, chứ không phải giống như mấy cái lũ chống cộng Việt ô hợp ở hải ngoại. Giống như cái thằng mất dạy Đàm Vĩnh Hưng, nó nói dân Việt Nam trong nước là lười biếng. Các bạn thấy
những người dân lao động Việt Nam, nếu mình biết cách đối đối nhân xử thế với họ, họ rất là nhiệt tình, họ sẵn sàng sống chết cho mình. Các bạn thấy chứ không phải là nhưng những người khác họ họ nói là thôi thì Lợi Minh cũng bắt đầu một công việc đây để chuẩn bị cho cuộc sống, ở đâu cũng phải làm thôi. Ở Mỹ tôi cũng làm chết chết mẹ luôn chứ không phải có nói các bạn. Hôm nào tôi sẽ kể về chia sẻ với cái quý ông bà chị các bạn về con đường sự nghiệp của tôi ở trên nước Mỹ, gian truân lắm. Các bạn thấy gì, những cái gì ở bên Mỹ của tôi nó chỉ là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, tại vì một cái đất nước xã hội ca đời sống nó cao mà. Thì khi ở trong nước nhìn thấy ui ông này ông dữ vậy ta, mình cũng bình thường thôi quý bạn xem, mình chẳng có gì mà ghê gớm cả. Tôi thấy cuộc sống này mọi thứ nó bình thường thôi. Thôi một lần nữa xin chào quý bạn xin các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.